Rồi vô đầu video, xin chào cả nhà thân thương. Hôm nay mình đi bán buổi sáng ở chợ Quế An đó, cái cổng Quế An đó cả nhà. Mình quay bữa nay mình quay cái chợ Quế An này cho từ chi tiết cho cả nhà cùng xem cho vui nha. Tại vì mình có quay một lần rồi là chỉ đơn sơ thôi, quay tóm tắt đó. Đây là ngoài lộ vô cổng vô chợ Nội nè, hai bên lề này. Thấy bán đồ chơi đó, đang bán cho người ta đó. Đường này là xuống phà đó cả nhà, chút nữa mình đi xuống, chút nữa mình xuống mình quay. Gấu siêu to nha. Gấu ta đi siêu to luôn, 1 mét. Ta bán gấu đồ chơi nè. Đồng giảm 30% luôn đó, bán gấu đó. Ngoài ra chúng ta bán là một con vợt chân ga gói nhiều các loại lông bông hoa cực đẹp luôn, đủ màu luôn bác. Quẹo lửa, quẹo lửa. Hồi lúc trước cái chợ cá nằm ở dưới sông á cả nhà, bây giờ người ta sửa làm ở dưới cái bờ kè lại rồi dời lên đây. Giờ mình quay cá ha. Quay cá cho cả nhà cùng xem nha, ăn đồ biển ngon lắm. Đẹp. Hết rồi. Hết rồi. Đâu có, mình quay vậy nè, mình đang là che để mình che nắng người ta, mọi người cùng thấy mình, người ta thương à, quay che à, quay từ chi tiết hết trơn à. À anh Dũng đó,
quay kiếm tụng dây cột. Muốn gì có, muốn gì mua. Mình bán ở đường này đây chị Phi. Mình bán đường này đây. Dũng, đổi tiền. Sáng ra bán à, tiền để nhà tiền bự không hay sao mà trang tỏi sớm ha. ba cái hột quẹt năm ngàn tỏi 20 ngàn một ký, 20 ngàn một ký, 10 ngàn chục bổ, 5 ngàn chục đũa, ba cái quẹt năm ngàn tỏi nửa ký 13 ngàn, tỏi nửa ký 13 ngàn, hạt nửa ký 10 ngàn, dao kéo giá sàn 10 ngàn ký. Đây cái đường này là mình vô mình bán nè, ngồi chung một hàng nè. Nhà bán giỏ sách đây. Nhà thường thường ăn chay trường đó cả nhà. Cũng ít lên trên mình thỉnh thoảng. À, bán giỏ đắt lắm đó. Chào. Con gì chút ngồi đây. Sáng mình đồ mở hàng rồi, mình đi quay cho cả nhà cùng xem nha. À, mình ngồi chung với dì Chút chút một hàng. Chút đang bán. Đó là người ta mua đồ của mình mà chú bán là không xong giá rồi đi à. 80 ngàn một cái, một cặp 150 chị. Đủ giá hết, 170 nữa, 220 nữa. Dạ. Cái đó là 150 đó chị. Còn mấy cái kia 170, cái nọ 80. Đó đúng rồi. 80 cặp 150. Đó cái hàng đó 80 đó chị, nếu mua một cái thì 80, còn một cặp 150. Cái đường này là mình đi xuống với chợ cá cũ nè. Siêu mẫu. Đây là bán bánh cơm kẹo, cơm gạo ngào đường, cơm bắp, bánh lỗ tai heo. Đi dụng. Gì vậy hả? Gì vậy? Thảo bán đâu rồi? Thảo. Nó giọt đi đâu rồi chị? Cái đó 5 ngàn một cộng. Rồi tôi đứng tôi bán luôn, tôi lấy tiền luôn. Mua mấy cộng? Cái này 5 ngàn, cái này 10 ngàn. Cái đang cầm trên tay là 5 ngàn phải không?
5.000 một cái, bán lấy tiền ở ghế đi. Đó. Bán sáng đi đâu mua bọc hả? Ừ. Cái chợ bán mà dịch á, ít người đi chợ bán cũng hơi ế nữa cả nhà ơi. Đó. Bịt khẩu trang đồ hết trơn luôn á. Ừ. Thảo này bán đồ chơi đủ đồ hết nè. Chút xíu nữa bán 2-3 cộng là lấy đi luôn rồi. Khỏi đưa tiền. Thảo. Đây là mình đi xuống dưới chợ cá cũ hồi trước là dưới mé sông. Mình cũng bữa nay mình đi quay cho cả nhà cùng xem nha. Bữa nay là mình quay hết từ chi tiết cái chợ của Quế An. Hôm đó mình quay một lần là chỉ đơn giản thôi. Đó, cái trong này là người ta bán gạo, bán cám, tắm. Hột vịt. Hột vịt, hột gà. Kế đó là cô bán mắm. Đường này đi xuống chợ cá cũ xuống sông nè. Mình qua Quế An là mình hay ăn bánh của người đẹp này đây, bánh mì đó. Còn ăn của người đẹp này không đó. Sáng ra cười chum chiếm có duyên quá ha. Trong nhà lòng ta cũng bán đủ hết. Đây, này là bán bắp cháy nấu sẵn. Người đẹp bán bắp nè, nói tới cái cười có duyên bán đỡ không? Người đẹp. Đây, này lên đây, lên TV đặng cho mọi người cùng xem nè, cho vui. Mọi người xa gần. Cái này là trong nhà lồng bán đủ hết trơn là cả nhà. Đủ đồ hết. Chợ cá nằm dưới sông, chút xíu nữa mình đi xuống mình quay. Sáng bà xã à. Sáng ai cũng có việc bà xã. Bà xã à. Đi quay. Chợ nay đông. Nhưng mà đông là bữa nay là người ta đi mua đồ chay ăn không ha. Tháng 7 nè. Đó, bà xã sẵn ra đằng bán. Ai được làm xiên quá thì đi lại cô đẻ người đẹp này đây là mua đó. Đó, xã bầm bào sẵn vậy hết trơn luôn á. Dòng cái nghề kìa, làm lý lẽ này nha. Đó. Nghề nghiệp đó. À, hả? À, gì chú? Rồi mình đi xuống chợ cá nha, ăn cho mọi người cùng xem nha. Thấy
thịt heo bán dưới này. Chợ Quế An này cũng lớn lắm. Mà không có nằm. À. Bán đắt không? À. Có. Cái chợ cá hồi ngày trước ở đây nè cả nhà, bây giờ người ta làm cái bờ kè, nhà nước làm bờ kè phải dời lên trển tạm thời, hồi nãy mình quay trên trển đó, bên dưới này cũng còn một hai người bán à. Đây bây giờ nhà nước ra làm bờ kè này nè. Mình quay dưới sông. Dưới này cũng còn một hai người còn cái chỗ ngồi bán nó, còn những người kia mất chỗ là người ta lên chảnh hết trơn à. Dưới sông nè, chỗ này sông Quế Thiện nè. Ủa Quế An. Trời nó lộn. Làm bờ kè. Sao này làm bờ kè là ra là thấy đẹp á. Giờ người ta làm chưa có xong. Không đẹp không? Vàng đây. Quá trời người đẹp bán vàng quá trời luôn rồi, vàng bữa nay sụt han lên rồi. Rồi bây giờ tan chợ thương người đó, bây giờ mình đi dọn đồ về. Cảm ơn cả nhà xem video mình nha. Giờ cái video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn cả nhà. Chào.